Vừa rồi Ngọc Lan vừa tiếp cho bà con coi về con máy Takeo TK3000. Nếu như quý vị và các bạn còn thắc mắc về con máy này thì hãy để lại ở dưới comment, Ngọc Lan sẽ giải đáp cho bà con một cách sớm nhất nhé. Và đồng thời là Ngọc Lan muốn giới thiệu con máy này cho bà con để cho bà con có thể có sự lựa chọn tốt nhất về trong chăn nuôi của mình. Bà con muốn sở hữu ngay con máy Takeo TK3000 này thì sẽ có hai hình thức. Một là bà con có thể liên lạc với Ngọc Lan qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là website để được đội ngũ kinh doanh tư vấn nhiệt tình hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Ngọc Lan.